Xin chào các bạn game thủ, tôi là Lê Nguyễn Trung Nam, là phó trưởng ban tổ chức của giải BenQ Zowie Việt Nam CSGO Cup 2017. Như các bạn đã biết, vào ngày 3 tháng 6, vòng chung kết phía Nam của giải sẽ chính thức diễn ra tại Kingdom Next Gen số 1 Dương Tứ, quận 7 của thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tranh tài của 8 đội tuyển, đội Power Stoner, đội Biên Hòa, đội Vô Xem ND Địch, đội Prison Break, đội 1HP Rebellion, đội X5 Gaming, đội Aquila và đội Avenger. Và hôm nay là ngày 31 tháng 5, tôi xin phép được đại diện ban tổ chức để bốc thăm cặp đấu cho vòng chung kết phía Nam. Trước khi bắt đầu thì tôi xin giới thiệu một chút về thể lệ giải. Ở giải này, khu vực phía Nam chúng ta sẽ bắn Double Elimination, tức là loại kép 8 đội. Bắt đầu từ 8 giờ sáng mỗi ngày 3 và 4 tháng 6, tức là thứ Bảy và Chủ nhật cuối tuần này. Tất cả các trận đấu là BO1 trừ trận chung kết nhánh thua và trận chung kết tổng là đánh BO3. Bây giờ tôi xin tiến hành bốc thăm. Ở bên trái là chúng ta thấy cửa sổ bên trái là nền tảng thi đấu challengeme.gg. Thì challengeme.gg là một nền tảng thi đấu CSGO có bracket và có cả server và tự động quản lý cả lobby và kết quả thi đấu. Ở đây tôi đã tạo ra sẵn 8 đội, 8 vị trí trống tương đương với 8 đội của chúng ta. Ở bên phải chúng ta có chương trình random.org. Random.org là một công cụ khá phổ biến để mà tạo ra các kết quả random hoàn toàn và chúng ta có thể dựa vào để mà rút thăm. Thì ở đây trong random.org tôi đã nhập sẵn danh sách 8 đội cùng với tên của đội trưởng. Thì khi mà bấm random thì danh sách 8 đội này sẽ được xáo trộn một cách ngẫu nhiên. Và sau khi xáo trộn ngẫu nhiên thì đội đầu tiên nằm trong danh sách kết quả sẽ được đưa vào một vị trí ở trong cửa sổ challengeme.gg và chúng ta bắt đầu với vị trí đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ bấm random. Thì như ta thấy ở đây, đội đầu tiên là Prison Break. Do đó tôi sẽ copy tên của đội trưởng Prison Break, bỏ vào cửa sổ challengeme.gg ở cho vị trí đầu tiên. Và ở đây tôi sẽ đổi tên lại team Prison Break. Bây giờ tiếp tục với vị trí thứ hai thì tôi sẽ quay lại cửa sổ random.org và random lại một lần nữa. Trước tiên tôi sẽ bỏ đội Prison Break ra. Và đây chúng ta random lại một lần nữa. Như vậy là đội thứ hai là đội Biên Hòa. Đội Power Stone, Stoner, xin lỗi các bạn. Và tôi sẽ trở lại với Challenge Me để mà tôi nhập Power Stoner vào vị trí thứ hai. Tiếp tục vị trí thứ ba. Chúng ta xóa bỏ Power Stoner. Random. Tiếp theo là đội Biên Hòa. Xóa bỏ đội Biên Hòa và random lại đội X5 Gaming.
Tiếp theo vị trí số 5. Đội Adventure. Số 6. Đội Aquila. Vị trí số 7. Số 7 và số 8 chúng ta sẽ cùng random một lần. Xóa bỏ Aquila. Vậy số 7 là One Happy Rebellion. Và số 8 là Vô Xem Nà Địch. Như vậy điểm lại một lần nữa, chúng ta có vị trí thứ nhất là đội Prison Break, vị trí thứ hai là đội Power Stoner, vị trí thứ ba là đội Biên Hòa, vị trí thứ tư là đội X5 Gaming, vị trí thứ năm là đội Avenger, vị trí thứ sáu là đội Aquila, vị trí thứ bảy là đội 1HP Rebellion và vị trí thứ tám là đội Force Bandit. Lưu lại. Như vậy là ở đây chúng ta có kết quả cuối cùng. Team Prison Break sẽ gặp Power Stoner, Team Biên Hòa sẽ gặp X5 Gaming, Team Adventure sẽ gặp Aquila và Team 1 HP Rebellion sẽ gặp Team Vô CMN. Vâng, xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần này vào lúc 8 giờ sáng trên kênh Game TV là kênh chính thức của giải đấu.